bên ba. Và tôi cảm nhận được là có cái điều gì đó cần phải chia sẻ với quý vị. It's not about marriage, it's not about family. Mặc dù nó không có liên quan về gia đình hay là hôn nhân. I look at the Psalm 73, it's not written by David, many Psalms are written by King David. Tôi thấy là Kinh Thiên 73 đó không phải là do vua David viết ra, mặc dù nhiều Kinh Thiên là do vua này viết ra. You look at Psalm 73 and you see who writes Psalm 73, what's the name of the person. Quý vị xem ở trong Kinh Thiên 73 đó thì quý vị xem tác giả của cái sách Kinh Thiên 73 là ai? Asaph was a worship leader. Ông Asaph ông là một cái người gọi là hướng dẫn thờ phượng. He was a leader, he was a mature man. Ông là một người lãnh đạo và là một người trưởng thành. But sometimes as a Christian, we struggle with certain things. Nhưng mà đôi lúc với tư cách là những người hôn nhân đó, chúng ta tranh chiến với điều này hay là điều kia. And these Psalms, one thing beautiful about these Psalms is about the struggle that Asaph look at. Thì một cái điều rất là tuyệt vời về cái Thi Thiên 73 này đó là cái sự đánh chiến mà ông Asaph đã đang phải đối diện. So this morning we're gonna read Psalm 73. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc ở trong Thi Thiên 73. We're not gonna discuss. Chúng ta sẽ không có thảo luận với nhau. But just you read the Bible. Nhưng mà quý vị đọc kinh thánh. And ask God to speak to you. Và quý vị xin Chúa ngài nói phán với quý vị. We want to ask God, God, what can I learn from Psalm 73? Quý vị hỏi Chúa là Chúa con có thể học được cái gì từ Thi Thiên 73? We want to learn what Asaph was going through. Chúng ta học là ông Asaph ngày xưa đó ông đã trải qua cái điều gì? And that's what we're going to do for Psalm 73. Và đó là cái điều mà chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ học Thi Thiên 73. So I'm going to ask somebody to come and read. Tôi sẽ mời một số người chúng ta đọc cũng lên đọc. And the person who come and read, I want the person to read very slowly, take your time slowly and let's listen. Và tôi muốn người đó là đọc thật là chậm rãi và chúng ta ngồi lắng nghe. I'm going to ask the pastor, Ruth's father and mother to come. Xin mời ông bà một số em đứng bên trên này. Two of you, father, there's a mother, is it? Xin mời hai người luôn ạ. Husband and wife, right? Yeah. Thank you, Pastor. Thank you. So all of you just listen. Tất cả quý vị chúng ta lắng nghe. I'm going to ask Pastor to read verse 1 to 2, and then you stop, and then think about. Xin mời mục sư sẽ đọc câu số 1 và câu số 2, sau đó mục sư dừng lại một xíu để cho quý vị mục sư như này họ suy gẫm. Then after that, you're gonna read verse 3 to 12, and then you stop. Rồi sau đó mục sư đọc từ câu 3 tới câu số 12 rồi dừng lại. Then I will ask your wife. Rồi sau đó xin mời bà mục sư. Read from verse 13 to 17. Sẽ đọc từ câu 13 tới câu số 17. Okay. Được không ạ? And then after that, again, pastor will read from verse 18 to the end, verse 18. Rồi cuối cùng thì xin mục sư sẽ đọc nốt cái phần đoạn câu những câu kinh thánh còn lại. Okay. Đến hết đoạn. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Đức Chúa Trời thật đãi Israel khắp tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch. Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, suýt chút bước tôi phải trượt. Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác, thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác.
cũng không bị tai họa như người đời. Bởi cớ ấy, sự kiêu ngạo làm cây kiềm cho cổ chúng nó, sự hung bạo bao phủ chúng nó như cái áo, mắt chúng nó lộ ra trong mỡ, tư tưởng lòng chúng nó tuôn tràn ra, chúng nó nhạo báng nói về sự hà hiếp cách hung ác, chúng nó nói cách cao kỳ, miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi lại phao vu thế gian. Vì cớ ấy dân sự Ngài xây về nước đó, và chúng nó uống nước cạn chén. Chúng nó rằng, làm sao Đức Trời biết được, há có sự tri thức nơi đấng chí cao sao? Kìa là những kẻ ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên. Tôi đã làm cho lòng tôi nên sạch và rửa tay tôi trong sự vô tội. Việc ấy thật lấy làm hữu công. Ví bằng hàng ngày tôi phải gian nan, mỗi buổi mai tôi bị sự phạt. Nếu tôi có nói rằng ta sẽ nói như vậy, ác tôi đã phạm bất chung cùng dòng dõi con cái Chúa. Khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn ấy là việc cực nhọc quá cho tôi. Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó. Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó, Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến cho chúng nó hư nát. Của kia, chúng nó bị hủy diệt trong một lát. Chúng nó vì kinh khiếp mà phải kêu hào hét gọi. Hỡi Chúa, người ta khinh dễ chiêm bao khi tỉnh thức thế nào, thì Chúa khinh tỉnh thức khi tỉnh thức cũng sẽ kinh dễ hình dạng chúng nó thể ấy. Khi lòng tôi chua xót và dạ tôi xôn xao, thì bây giờ tôi ở ngu muội chẳng hiểu biết gì. Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy. Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa đã nắm lấy tay của tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sao tiếp rước tôi trong sự kinh điển. Ở trên trời, tôi có ai ra trừ, ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn ở dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi để đời đời. Vì kia, những kẻ xa Chúa sẽ hư mất. Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào không dâm, say bỏ Chúa. Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời. Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, đặng thuộc lại hết thảy các công việc Ngài. Let's pray. Chúng ta cùng cầu nguyện.
Father, we thank you for your written word. Cha, chúng con cảm ơn Chúa vì lời được viết ra của Ngài. From many thousands of years ago. Trong hàng ngàn năm trước. You are God. Ngài là Đức Chúa Trời. You are God to the nation of Israel. Ngài là Đức Chúa Trời của đất nước Israel. You are God to the nations of the world. Ngài là Chúa của tất cả các nước ở trên thế gian này. Today we declare that you are God of our lives. Ngày hôm nay chúng con công bố rằng Ngài là Đức Chúa Trời của đời sống chúng con. You are God over our leaders in IEM. Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của những lãnh đạo của chúng con ở trong hội thánh Liên đoàn Truyền giáo. You are God over our families. Ngài là Đức Chúa Trời ở trên gia đình của chúng con. Father, this morning as we read Psalm 73. Và Cha ơi, buổi sáng ngày hôm nay khi chúng con đọc Thi Thiên 73. We ask that Holy Spirit will speak to us. Con kêu gọi cầu xin Thánh Linh của Ngài phán với lòng của chúng con. For what Asaph has gone through. Vì những gì mà ngày xưa Asaph đã trải qua. To write these Psalms. Để mà viết ra Thi Thiên này. Speak to us that we may learn to know you. Xin dạy dỗ phán với lòng chúng con để chúng con có thể học hỏi để chúng con biết về Ngài. Speak to us that we can come close to you. Hãy phán với chúng con để chúng con có thể đến gần Ngài hơn nữa. That at times when the storm comes, the rain comes. Để những lúc khi mà giông tố đến với chúng con. And when the wind blows. Và khi mà gió tạt vào mặt của chúng con. We will always stand firm. Chúng con sẽ luôn luôn đứng cách vững vàng. That our faith will be steadfast and steady. Để đức tin của chúng con luôn luôn được vững vàng và neo chắc. Help us to discover the secret of Asaph's struggle. Xin Chúa Ngài giúp chúng con để chúng con thấy được những điều kỷ niệm ở trong cái nan đề ngày xưa mà ông Asaph đối diện. You are the same God to Abraham, Moses, Isaac. Ngài cũng là cùng một Đức Chúa Trời đối với Abraham, Moses và Isaac. You are God to us. Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Speak to us. Xin Chúa Ngài hãy phán với chúng con. Hold our hands. Xin Chúa Ngài nắm giữ tay chúng con. When we are on a slippery road. Xin Chúa khi mà chúng con đang ngủ, xin Chúa Ngài hãy thức tỉnh chúng con. We thank you. Chúng con cảm ơn Ngài. We praise you. Chúng con ngợi khen Ngài. In Jesus' name we pray. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Amen. 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 Actually, I don't want to speak very much. Thực ra thì tôi cũng không muốn nói nhiều. I want God to speak to us. Tôi muốn là Đức Chúa Trời sẽ phán trực tiếp với quý vị. I want you to go again and read through Psalm 73. Tôi muốn quý vị rằng khi mà quý vị có thời gian, quý vị đọc lại một lần nữa, đọc hết Thi Thiên 73 này. Today we live in a very noisy world. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới rất là ồn ào. The phone will ring. Điện thoại reo lên. When you drive past, you see a lot of pictures everywhere in the road. Khi mà mình đi ngoài đường ra, mình thấy rất là nhiều cái bức tranh, đủ chỗ nào cũng có bức tranh hết đấy. In Ho Chi Minh, more motorbikes than in Singapore. Ở Sài Gòn đó thì thấy là cái xe mô tô, xe gắn máy đó, nó nhiều hơn nhiều gấp rất là nhiều lần ở tại Singapore. More people, more cars. Ở đây thì có nhiều người hơn, rồi nhiều ô tô hơn nữa. More signs on the road. Ở trên đường thì chúng ta thấy rất là nhiều biển hiệu. More noise. Thì có nhiều tiếng ồn hơn nữa. When we see all this, when we hear all this. Khi mà chúng ta thấy và chúng ta nghe tất cả những cái điều này. Many times when we sit down. Thì nhiều lần chúng ta cần phải ngồi xuống. Quiet our spirit. Chúng ta phải tĩnh tâm. Read God's word. Và chúng ta đọc lời của Chúa. You know that this generation we are afraid of silence. Chúng ta biết có biết là cái thế hệ hiện tại của chúng ta này có rất là sợ cái sự gọi là cái sự yên lặng. It is easy to talk, it's easy to listen. Nói và nghe đó thì rất là dễ. But we must learn to quiet our spirit. Nhưng mà chúng ta cần phải học để mà chúng ta tĩnh lại, tĩnh tâm cái tâm linh của mình. If I suddenly stand here and keep quiet for 5 minutes, everybody feel very uncomfortable. Và nếu mà chúng ta ngồi ở đây mà chúng ta thì là giữ im lặng khoảng 5 phút thôi đó, các bạn là quý vị sẽ cảm thấy là khó chịu. Quiet, we begin to wonder what is he going to say? Why is he keeping quiet?
quý vị thấy không, khi mà đang quý vị đang im lặng như vậy là quý vị bắt đầu suy nghĩ, quý vị bắt đầu nghĩ rằng không biết là ông mục sư tiếp theo ông sẽ nói cái gì, có phải vậy không? There's a time to pray, there's a time to meditate, there's a time to worship God. Nhưng mà cái điều này là tốt, có thì giờ để chúng ta ngợi khen Chúa, thờ phượng Chúa và chúng ta suy ngẫm. So I'm going to give you another 5 minutes or so read through Psalm 73. Tôi sẽ cho quý vị thêm 5 phút nữa để quý vị đọc hết thi 73. If we sit with somebody who don't read the Bible or don't have the Bible, you read softly to the person together. Sometimes we read softly. Nếu mà người ngồi bên cạnh quý vị không có đọc được kinh thánh hoặc là không có kinh thánh đó, thì cái người ở bên cạnh đó làm ơn đọc cũng như là đọc thì thầm cho cái người đó cũng nghe thôi. Đọc rất là chậm rãi. Read through softly, we don't disturb others. Chúng ta đọc rất là nhẹ nhàng mà không có làm phiền người khác. And begin to ask God, what is Asaph going through? Và chúng ta hỏi Chúa ơi, ông Asaph đang trải qua điều gì? And what can I learn about God this morning in Psalm 73? Và qua thi 73 này con có thể học được gì về Đức Chúa Trời? Okay, you go ahead and do that. Read through Psalm 73. If husband and wife can read together softly, and then in about 5 minutes we'll come back again. Rồi quý vị cứ đọc đi, nếu mà vợ chồng thì chúng ta cũng đọc với nhau, đọc rất là nhẹ nhàng chậm rãi. Và sau 5 phút thì chúng ta sẽ trở lại. Đầu tiên là chúng ta đã có đủ thời gian để chúng ta đọc hết rồi. Every one of us as Christians, as pastors, as leaders. Chúng ta với tư cách là những cơ đốc nhân, là những mục sư, là những lãnh đạo. Can identify with these psalms. Chúng ta có thể xác định được cái thi này đang nói về cái điều gì. Asaph is a leader. Ông Asaph ông là một người lãnh đạo. He was a worship leader over the nation of Israel. Ông là cái người gọi là hướng dẫn thờ phượng chính ở trong cả đất nước Israel. And some of these psalms are very honest. They openly share what they're going through. Và cái thiên thiên này là một cái thiên thiên gọi là cái rất là thành thật, bởi vì trước giả đó thì họ mở lòng ra và họ trải lòng ra về, tức là nói về những điều họ đang trải qua và trải nghiệm. And one of the struggles as a Christian. Và một trong số những cái điều mà mạnh mẽ nhất với tư cách là những cái đồng nhân. We all know that God is a good God, amen. Chúng ta đều biết Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, phải không ạ? Amen. God is a loving God. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. God is a powerful God. Đức Chúa Trời là đấng quyền năng. And sometimes you tell people you become Christian, God will help you, God will solve all your problems. Và đôi khi thì chúng ta nghĩ là khi mà chúng ta tin nhận Chúa đó, thì Chúa ngài sẽ giúp đỡ và Chúa ngài sẽ giải quyết tất cả những cái nan đề của mình. We believe in God. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời. But on the other hand, we look at the non-Christian, the non-believers, the wicked people. Nhưng mà ngược lại, khi mà chúng ta nhìn vào những người không có tin Chúa đó, những người họ chưa biết về Chúa Giêsu đó. And we see that they are doing very well. Và chúng ta thấy là họ ăn sung mặc sướng, sống khỏe. They are prosperous. Họ thịnh vượng. They have a lot of money. Họ có rất là nhiều tiền. They are very powerful. Họ rất là quyền lực. Their company is growing. Và công ty của họ cứ thế tăng trưởng. And these are what Asaph is going through. Và đây chính là cái điều mà ông Asaph ông trải qua. From verse 3. Từ câu số 3. I was envious of the boastful. Vì con thấy sự thịnh vượng của kẻ ác thì ghen ghét kẻ kiêu ngạo. When I saw the prosperity of the wicked. Khi mà con thấy cái sự thịnh vượng của những kẻ gian ác. Sometimes we compare and we see that these people don't believe in God. Đôi khi thì chúng ta so sánh và chúng ta nghĩ là những người kia họ đâu có tin vào Đức Chúa Trời. They do whatever they want to do. Họ muốn làm gì thì họ làm. Their life is doing well. Và cái cuộc sống của họ thì luôn luôn đầy đủ dư dật. They are successful. Họ thành công. They have money. Họ có tiền. They are enjoying themselves. Và họ gọi là họ vui hưởng cuộc sống của mình. What is the point of me being godly? Còn thế nhưng mà khi mà cái việc chúng ta nói đến cái đời sống tiên tiến thì có nghĩa là gì? Honestly, thành thật mà nói, do we struggle with that sometimes? Chúng ta có bao giờ chúng ta tranh nhiên với cái điều này không? Ever? Có. How many of you honestly? How many of us struggle? Có bao nhiêu người trong quý vị thành thật đến quý vị giơ tay lên, có bao nhiêu nhiều lần chúng ta tranh nhiên với cái điều này? Thank you. Cảm ơn quý vị. Thank you for being very honest. Cảm ơn quý vị vì cái sự thành thật của quý vị. Sometimes we cannot say it out. Có những lúc mà chúng ta không có thể nào nói thành lời.
Asaph said in verse 15. Asaph nói ở trong câu số 15. If I had said, I will speak, I will speak up. But behold, when I speak up, I cause other Israelites to say, wow, how come you have no faith? Ờ, thì ông Asaph nói rằng thì con sẽ nói làm sao nếu mà con nói như thế đó thì người Israel sẽ nghĩ con là người không có đức tin. Sometimes you look at us around, you go out to your city here, you see, wow, people don't have God, don't have to believe in God, don't have to live a right life, but they are doing very well. Ờ, thì đôi khi chúng ta đi lòng vòng ở trong cái thành phố này và chúng ta nhìn người đời, chúng ta thấy là ồ sao họ ăn sung mặc sướng, mặc dù họ không thấy cái kiếp trời, họ sống cái đời sống gọi là không có tin kính Chúa gì cả. Some of you may think, if I'm not a pastor, I can go, I can do business, I can cheat, I can do anything. Maybe I make more money, maybe I become richer, maybe I become more powerful. Thì có lúc chúng ta suy nghĩ là thôi bây giờ mình không có làm sư nữa, thôi mình đi ra ngoài đời mình làm ăn đi, mình sẽ có nhiều tiền, mình sẽ trở nên giàu có. No, praise God. The sister said no, she never think. Ở đây có một cái người chị em mà nói là không bao giờ suy nghĩ đến cái chuyện đó, người khen Chúa. But sometimes. Nhưng mà đôi lúc á. Asaph is a mature Christian. Ông Asaph, ông là một Cơ Đốc nhân trưởng thành. His first sentence is surely God is good. Cái câu đầu tiên mà ông nói ra đó là gì? Quả thật Đức Chúa Trời Ngài là tốt lành. Do you know the word surely God is good? It is not making a statement that God is good. He said surely I think God is good. Thực ra cái câu nói ông không phải là ông khẳng định một cách xác quyết Đức Chúa Trời là tốt lành mà ông nói như thế này. Tôi nghĩ chắc chắn là Chúa là tốt lành. But verse 2 he says. Nhưng mà câu 2 thì ông nói. My feet nearly fall down. I nearly slip. Thì ông nói sao? Suýt nữa bước chân con bị trượt. I almost stumbled. Tức là ông gần như bị vấp ngã, sắp bị vấp ngã. Because when I look at the people in the world, I think they are doing very well. I'm not doing very well. Bởi vì khi mà tôi nhìn vào người thế gian đó thì thấy là họ ăn sung mặc sướng, họ có đầy đủ gì dịch và tôi thì không. You read from verse 1 to 28. Chúng ta đọc từ câu số 1 tới câu 28. The first part is about his struggle. Thì cái phần đầu đó, thì đang nói về cái sự tranh chiến của ông Asaph. But thank God there was a change in the middle. Nhưng mà cả tại Chúa ở giữa đó thì chúng ta thấy có cái sự thay đổi. You know the change in these 28 verses, who knows, who can identify where was the point that he changed? Thì trong 28 câu này của Thi Thiên 73 đó, thì ai có thể đoán được là cái câu nào đang nói về cái sự thay đổi đó? Which tức verse? Là bắt đầu cái sự thay đổi đó. Which verse? Câu bên thánh nào? Xin chúc mừng mục sư, câu 17. Mục sư knows the Bible very well. Mục sư quá là người kinh thánh. The change in this psalm is verse 17. Thì cái sự thay đổi ở trong Thi Thiên này chính là câu 17. Let's read verse 17 together in your language. Together read aloud. Xin mời tất cả quý vị mục sư chúng ta cùng đồng thanh với nhau để chúng ta đọc cái câu số 17. Xin mời 2 3. One more time together. Thêm một lần nữa. 2 3. When the psalm started, Asaph is thinking, Asaph is talking. Thì khi mà bắt đầu Thi Thiên này đó thì Kinh Thánh chép lại những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng của Asaph. When he ended the psalm, he was still thinking, he was still talking, but there was a change in the heart. Và cái cuối kết thúc của cái Thi Thiên này thì ông vẫn đang suy nghĩ và ông đang vẫn đang có những cái tư tưởng nhưng mà có sự thay đổi trong cái suy nghĩ đó của ông. And the change came in verse 17. Và cái sự thay đổi bắt đầu đến từ câu số 17. He said, I don't understand until I enter into the presence of God. Ông nói như thế này, tôi không có hiểu cho đến khi tôi bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Until I enter into the sanctuary. Cho đến khi tôi bước vào nơi thánh. The church, the temple of God is a place where people meet with God and God meet with them. Thì hội thánh là đền thờ, là cái chỗ mà dân sự họ đến và họ gặp gỡ Chúa Trời. I'm not saying that you must come to church and God speak to you, no. Quý vị đừng có hiểu lầm, nhà tôi không nói là quý vị phải đến hội thánh thì Chúa mới phán với quý vị, không phải như vậy. Every one of us as pastors, as leaders, we have struggles in our life.
Đó, thì mỗi một chúng ta là những mục sư lãnh đạo đó, chúng ta đều có những cái sự trang trí này trong cuộc đời của mình. Sometimes there will be problems in the church that we don't know what to do. Đó, thì có những lúc có nan đề trong hội thánh và chúng ta không có biết phải làm như thế nào. Sometimes we have situation that we cannot solve. Đó, có những lúc chúng ta có những cái tình huống mà mình không giải quyết được. You can go and see your leaders as one way. Đó, thì một cách đó, để giải quyết chúng ta có thể đến và gặp cái người lãnh đạo ở cao ở cấp cao hơn. But one way. Nhưng mà một cách đó. Is to come before God. Đó là chúng ta đến trước mặt của Đức Chúa Trời. Come before God. Hãy đến trước mặt của Chúa. Quieten our spirit. Hãy tĩnh tâm lại. Speak to God. Và hãy nói chuyện với Chúa. Some of us worship speaking to God, maybe listening to music is one way also. Thì một cái cách nữa đó là gì? Khi mà chúng ta người khen chúng ta thờ phượng Chúa đó thì chúng ta lắng nghe những cái âm, chúng ta nghe âm nhạc. Sometimes listening to Christian song to worship God. Đôi lúc thì chúng ta nghe những cái bài hát cơ đốc và chúng ta thờ phượng Chúa. Sometimes it's reading the Bible. Có lúc thì chúng ta đọc kinh thánh. Sometimes it's just keeping quiet. Có những lúc thì chúng ta chỉ cần yên lặng mà thôi. God speak to me. Hãy nói là Chúa ơi, xin Chúa ngài hãy nói với con. God, this is the situation. Và Chúa ơi, cái hoàn cảnh nó là như vậy. God, this is the problem. Và Chúa ơi, nan đề nó, đây là cái nan đề. And God will speak. Và Chúa sẽ phán với quý vị. Sometimes we run about anywhere to find the problem, the solution to the problem. Đôi lúc thì chúng ta chạy đốn đáo đủ chỗ hết để mà tìm cái giải pháp cho cái nan đề. But we forget to run back to God. Nhưng mà chúng ta quên mất là phải quay trở lại với Đức Chúa Trời. Asaph in verse 70 says, until, maybe he was thinking for so long, until I come into the presence of God. Cùng Asaph thì cho đến câu 17 đó thì ông mới nói lên đó. Là thì có thể trước đó ông đã đi đến rất là nhiều chỗ, ông suy nghĩ đủ thứ hết, nhưng mà ông nói cho đến khi tôi bước vào sự hiện diện của Chúa. Then I understand, he says. Thì lúc đó tôi mới hiểu ra ông nói như vậy. When we look around us, many times we see the world, the people living whatever they want, seems to be so happy, seems to be prospering. Thì nhiều lúc đó khi mà chúng ta nhìn vào cái thế giới ngoài đời là chúng ta thấy người ta ăn sung mặc sướng đúng không? Họ thích làm gì thì họ làm và dường như họ rất là giàu có. They are progressing. Giống như là họ đang thăng tiến như vậy. They are powerful. Họ có quyền lực. And we think. Và chúng ta nghĩ như thế này. Maybe I should be like them. Chắc là mình phải giống như người đó thôi. Thì là một sự hoài phù quá. Maybe I should do what they do, then you'll be walking in this Christian journey. Chắc là mình phải làm giống như những gì người kia làm thay vì chúng ta cứ sống cái đời sống theo Chúa như vậy. Let me tell you something here. Để tôi nói với quý vị một số điều ở tại đây. The Christian journey is not the easiest journey. Hành trình bước đi theo Chúa không phải là dễ dàng đâu. Jesus says, take up your cross daily and follow me. Chúa Giêsu phán như thế này, hãy vác lấy thập tự của người và bước đi theo ta. In Matthew chapter 7, there are two roads, two ways. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 đó thì có hai con đường. One is very easy, very big road. Có một cái con đường rất là dễ để chúng ta đi vào, một con đường rất là rộng. Many people are walking on this road. Oh, very happy, very easy. Có rất là nhiều người đã đi trên con đường đó, họ rất là vui sướng và hạnh phúc. Another road is a small road. Và một con đường khác thì nó rất là chật hẹp. In North Vietnam, we have mountains. Ở miền Bắc Việt Nam thì chúng ta có đồi núi đúng không ạ? When you walk up the mountain, the highway, the for the tracks and so on, it's not easy. Và ai là người trên núi thì chúng ta biết rằng là khi đi lên núi chúng ta đi theo những đường mòn nó không phải là dễ. Because it's narrow, one person walk at a time. Bởi vì nó là đường hẹp cho nên nó chỉ có thể đi qua từng người một vậy thôi. When it's narrow, when you sleep, you can fall inside. Và kia tại vì đó là cái con đường hẹp và nếu mà mình bị trượt chân nó thì mình sẽ té qua một bên. Jesus says there are two roads. Chúa Giêsu phán là có hai con đường. Big road. Con đường rộng. Many people. Nhiều người. But at the end is destruction. Nhưng mà cái điểm đến cuối cùng là sự hủy diệt. Narrow road. Còn cái đường hẹp. Difficult to walk. Là cái con đường rất là khó để chúng ta bước đi. Little bit only you will fall down already. Nếu mà mình trượt chân một xíu thôi đó là mình cũng đã bị té rồi. At the end is life. Nhưng mà cuối con đường đó là sự sống. Which road do you choose? Quý vị chọn con đường nào? Which road do I choose? Tôi chọn con đường nào? Humanly, we choose the easy road. Là con người đó thì thường chúng ta chọn cái con đường dễ để mà bước đi. But Jesus didn't teach us to walk the easy road. Nhưng mà Chúa Giêsu không bao giờ dạy chúng ta hãy bước đi con đường theo kiểu thế gian này. He teach us the road may be narrow and difficult. Chúa ngài dạy chúng ta để bước đi trong cái con đường nhỏ và hẹp, khó khăn. But he says, I will walk with you. Nhưng mà Chúa Giêsu phán ta sẽ bước đi cùng với các người.
So as I say sometimes as a human person. Cho nên tôi nói với đôi lúc thì chúng ta là con người mà. We look at it. Chúng ta nhìn vào ngoài đời. Humanly sometimes we wish. Đó thì là xác thịt của mình là con người thì đôi lúc mình ước ao. We can be like the people in the world. Đó thì ước ao là mình giống những người ngoài đời. Don't care. Quý vị đừng quan tâm tới cái điều đó. I can cheat, I can do anything. À, tức là bây giờ cái người ngoài đời đã có thể lừa lọc rồi lừa dối làm đủ thứ trò. I can enjoy myself. À, cái người đó có thể thụ hưởng. I can be very make a lot of money. À, ngày hôm nay có thể làm ra rất là nhiều tiền. Secretly in our heart. Nhưng mà cái chỗ tín nhiệm ở trong tấm lòng. Maybe we don't say out. Có thể cái người đó không có nói ra. But Isaiah say that was his thinking. Nhưng mà ông nói xong cho chúng ta biết trước đó thì ông có suy nghĩ giống như vậy. Until I come before God. Cho đến khi mà tôi đến trước mặt của Đức Chúa Trời. And after he come to God and spend time with God, his whole mind changed. À, và cho đến khi ông đến với Chúa và ông ở trong sự hiện diện của Chúa thì toàn bộ cái tâm trí của ông được thay đổi. You know something? Sometimes we think that the people in the world are very happy. Đôi lúc thì chúng ta nghĩ là cái người ngoài đời sao mà chúng nó vui thế, nó sung sướng thế. Sometimes we think they are very happy. À, đôi lúc thì chúng ta nghĩ là họ rất là hạnh phúc. They have money. Họ có tiền. They have position. Họ có địa vị. They have comfort. Họ có cái sự gọi là cái sự comfortable life. Họ có cái đời sống gọi là cái thoải mái. They have big companies. Họ có công ty rất là lớn. And many people working for them. Và nhiều người làm cho họ. But sometimes inside they are not very happy. Nhưng mà thực ra trong lòng họ không có hạnh phúc gì đâu. I tell you that. Tôi cho quý vị nói, tôi cho quý vị biết cái điều này. Sometimes the richest people are not the happiest people. Đôi lúc thì những người giàu có nhất không phải là những người hạnh phúc. You know that? Quý vị có biết cái điều này không? Yeah. There was a CEO in America. Thì có một cái người giám đốc điều hành ở tại bên Mỹ. Big corporation. Đó là một cái tập đoàn rất là lớn. He worked very hard. Và cái người này làm việc rất là siêng năng. Until he was 60 over years old, he worked at the company grow into the whole world many. Và cái người này làm việc cho đến lúc ông 60 tuổi và cái lúc đầu ông khởi nghiệp công ty đó và sau này công ty phát triển thành một cái tập đoàn đa quốc gia trên khắp thế giới này. Every year, Christmas and all the parties, many people come to his house, all rich people all come to his house. Thì vào các cái dịp lễ Giáng sinh hay là những cái ngày lễ khác đó thì rất là nhiều người giàu có đến ở tại cái căn nhà của người này. His house is big, he has many servants, he has many big cars, everything he has. Và cái người này có căn nhà rất là to, có nhiều đầy tớ và có rất là nhiều cái xe hơi đắt tiền. Finally, when he come to about 66, 67 years old, he retire. Và khoảng năm cái người này 67 tuổi đó thì người này nghỉ hưu. The company thank him. Và cái công ty đó cảm ơn cái người này. Thank you very much all the years you work this company. The company grow and grow and grow. Cảm ơn ông vì những cái năm tháng vừa qua ông đã làm việc cho công ty và làm cho công ty phát triển và tăng trưởng. Then he retire. Rồi cái người này nghỉ hưu. 2 years later. 2 năm sau. He had a party. Cái người này tổ chức một bữa tiệc. Only few people come. Chỉ có ít người đến thôi. Before many people come. Trước đó thì có rất là nhiều người đến. After 3 years, 4 years, lesser people come to his house. Rồi sau 3 năm, 4 năm thì càng ít người tới nhà của ông. Then he got a illness, sick. Rồi sau đó người này bị ốm. He was in hospital. Và ông ở trong bệnh viện. Very sick. Bị ốm nặng. Going to die. Và sắp chết. I think only his wife was there with him. Và tôi tin là bên cạnh ông chỉ có người vợ mà thôi. All the hundreds of friends, no more. Còn hàng trăm những cái người bạn trước đó bây giờ không còn nữa. Then he said. Rồi lúc đó người này mới nói. We begin to understand. Tức là chúng tôi mới bắt đầu hiểu ra. Sometimes we think they are very happy. Đôi lúc thì chúng ta nghĩ họ rất là hạnh phúc. When he had high position, he's very powerful. Khi mà người này có địa vị cao đó, thì người này rất là quyền lực. When he was normal in position, slowly he realized very few real friends. Và khi người này không còn địa vị cao nữa đó, thì dần dần người này nhận ra bản thân đó thì không còn mấy nhiều. When he was sick and older a bit, he became very lonely.
và khi người này bị ốm đau bệnh tật và tiên tuổi già thì người này bắt đầu cảm thấy mình rất là cô đơn. He still have a lot of money. Mặc dù vẫn có rất là nhiều tiền. Don't know how to spend. Nó không biết cách là phải tiêu tiền như thế nào hết. When you are old, how much can you eat? Bởi vì già rồi ăn được bao nhiêu đâu? You have a big mansion. Cái nhà thì to to lắm luôn. You have many cars. Xe hơi thì đặt đẹp đồ ngoài sân. How many cars can you sit one time? Mỗi lần mình đi xe như vậy đó mình ngồi được bao nhiêu chiếc? We have 5 cars. Ví dụ mình có 5 cái xe đi. Monday this car, Tuesday this car, Wednesday red car, Thursday blue car. Thứ năm đi xe vàng, thứ sáu đi xe đỏ, thứ bảy đi xe xanh thì đã đủ thứ hết. How many cars can you sit inside one meal? Mỗi lần là quý vị đi xe và quý vị ngồi được thêm bao nhiêu cái xe? And you realize có một chiếc thôi. Rồi cuối cùng, he was a lonely man. Và cuối cùng người này nhận ra đó, mình là một người cô đơn. A lot of things. Có rất là nhiều, all of money still. Có rất là, mặc dù vẫn có rất là nhiều cô gái và chết quý vị. And before he died, và trước khi người này qua đời, only his wife, chỉ có người vợ bên cạnh, was there with him. Chỉ có người vợ bên cạnh chỉ ra cũng được an ủi. Some they have a lot of money, a lot of friends. Và cái lúc đầu thì có rất là nhiều tiền bạc và bạn bè. But finally, when we have no money, no position, nhưng mà cuối cùng, we still have good friends, real friends. Nhưng mà lúc về cuối cùng khi mà chúng ta không còn địa vị và tiền bạc, lúc đó chúng ta có còn bạn thật hay không, bạn tốt hay không? I tell you at the end of the day. Tôi nói cái lại cho quý vị. Maybe it is your wife or your husband to be there for you. Thì tôi nói với quý vị đó, có thể cái lúc mà không còn ai bên cạnh quý vị đó, thì cái người còn lại duy nhất bên cạnh quý vị sẽ là cái người vợ, cái người chồng của quý vị. If you have children, your sons, your daughters in law, your grandchildren maybe. Nếu quý vị có con cái hay là dâu rể hay là cháu chắc gì đó thì họ sẽ là những người ở bên quý vị lúc cuối cùng. But I believe as a godly man, you have godly friends with you. Nhưng mà tôi tin kính đó, chúng ta là những người tin kính Chúa thì chúng ta cũng sẽ có những người bạn tin kính. Amen. And so sometimes as a Christian, maybe we wish we were like the big man, the rich man. Cho nên là đôi lúc là những cơ đốc nhân đó thì chúng ta ước trở thành ông này bà nọ là những người giàu có. But Asaph went into the sanctuary and prayed to God and hear from God. Nhưng mà ông Asaph đó thì ông đến với Chúa, ông bước vào cái nơi chi thánh vào trong sự hiện diện của Chúa và ông cầu nguyện với Chúa. And finally, và cuối cùng, maybe the big man, the rich man wish they are you. Maybe the big man, the rich man wish they are like you. Simple. We have what we have. We have Christ in our life. Thì có thể cuối cùng chúng ta nhận ra một điều, cái người giàu có kia đó, nó cũng giống cái người đó cũng giống như quý vị bạn thôi, cái người đó cũng cần Chúa Giêsu, cũng cần Đấng Christ trong cuộc đời của mình. Things of this world, 70-80 years we enjoy and it's all gone. Và những sự của đời này đó, chúng ta có thể vui hưởng tới năm 60, 70 hay là 80 tuổi và sau đó chúng ta qua đi. It's the things in God that last forever. Những sự thuộc về Đức Chúa Trời đó mới tồn tại đời đời. Amen. We are a blessed people. Chúng ta là những người được phước. Amen. How many of you got more than 5 shirts? Có bao nhiêu người trong quý vị ở tại đây là quý vị có hơn 5 cái áo sơ mi? More than 5 shirts in your house. How many got more than 5 shirts? Ở trong nhà của mình có hơn 5 cái áo sơ mi. How many of you have more than 5 shirts? Cái áo sơ mi chưa cao lên quý vị, mình tự hào mình là người giàu có. How many more than 5 shirts? The ladies, how many? Rồi các mấy ông nam thì còn quý quý phụ nữ thì sao? Hands up. Có quý phụ nữ bao nhiêu? Có bao nhiêu xin quý vị giơ tay lên? Hands up. Giơ tay lên. Ở nhà mình có bao nhiêu cái áo sơ mi? Many. Có rất là nhiều, nên dám giơ tay luôn. How many can you wear today? Ngày hôm nay quý vị mặc được bao nhiêu cái? One of the secrets of a Christian. Một cái sự bí mật của cơ đốc nhân là ở chỗ này. Is to be happy and contented because we have Jesus Christ in our life. Đó là chúng ta hãy hạnh phúc và thấy thỏa lòng bởi vì chúng ta có Chúa Giêsu là trung tâm của cuộc đời. Amen. 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 Sometimes you need to keep quiet and look at God's word again and think. Đôi lúc chúng ta cần phải tĩnh lại đúng không? Và chúng ta nhìn xem là Chúa nói cái điều gì và chúng ta hãy suy gẫm. Asaph also got question. Ông Asaph ngày xưa ông cũng có rất là nhiều câu hỏi. Because he look at the world. Bởi vì khi ông nhìn vào cái gia. When he turn his eyes to Jesus, to God, he
thì think differently. Và khi ông nhướng mắt xem về Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời đó thì ông cái suy nghĩ của ông nó thay đổi liền. We need to spend time with God. Chúng ta cần phải dành thời gian với Đức Chúa Trời. Not only you, we in Singapore need to spend time with God. Tôi không có chỉ nói cho quý vị mà tôi, nhưng mà chúng tôi ở Singapore chúng tôi cũng cần dành thời gian với Chúa nữa. Very busy. Chúng ta cũng rất bận rộn. Do this, do that, run here, run there. Làm cái này, làm cái kia, chạy chỗ này, chạy chỗ kia. Sometimes nothing to do, also run here, run there to pretend to be very busy. Đôi lúc mặc dù không có việc để làm, cũng giả đò chạy tới chỗ này, chỗ kia đó, làm ra mình là cái người bận rộn. Đúng rồi. Đừng có làm như vậy quý vị. Hãy dành thời gian với Chúa Trời. Amen. 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 Is it time for break? Amen. Okay, I tell you what. 5 minutes you need to go toilet or stand up for a while, then we continue one more session. Okay? Rồi à, quý vị. Nhiều lần tôi suy nghĩ về cuộc sống đời mình. Tôi tưởng tôi không thể tìm thấy nữa mình. Đôi lần tôi tự thôi khi chẳng tìm được ai, chỉ vì tôi không như người khác. Không đẹp trai giàu sang, không đất đai ruộng vườn, không cha mẹ anh chị, mọi thứ chỉ là con số không. Tôi luôn hạnh phúc vì tôi có Giêsu là Ba, là Cha nhân ái. Ngài ban yên vui, bình an ấm no, tôi tin Ngài sẽ mang đến nước kia cho tôi. Và tôi xin hứa dù đắng cay khổ đau, món quà mà Ngài đã ban, và một lòng tin yêu người thôi, và một lòng vâng theo Ngài thôi, để cuộc đời tôi được hạnh phúc lâu dài. Tôi suy nghĩ về cuộc sống đời mình. Tôi tưởng tôi không thể tìm thấy nữa mình. Đôi lần tôi tự thôi khi chẳng tìm được ai, chỉ vì tôi không như người khác. Không đẹp trai giàu sang, không đất đai ruộng vườn, không cha mẹ anh.